mục tiêu của mình sẽ là làm những điều sau. Thứ nhất là mình sẽ đưa ra một số ví dụ. Ví dụ cho cái phương trình Hamilton-Jacobi này, hai cái ví dụ đơn giản là mình sẽ chọn những ví dụ cực kỳ đơn giản. Nhưng mà sẽ đưa cho mọi người thấy là cũng có những cái thú vị ở trong đó. Mình sẽ tìm hiểu sơ về tính chất nghiệm. Về 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 tính chất U. Mình sẽ đưa ra một cái chứng minh không không chính xác, nhưng mà chứng minh U là nghiệm duy nhất. Và sau đó là mình sẽ giới thiệu với mọi người cái Lagrangian formulation. Và cuối cùng á, những tất cả những cái bước mà nhìn tưởng dài nhưng mà nó cũng ngắn thôi, mình chỉ có nêu ra rõ Lagrangian formulation. Và cái cuối cùng mình sẽ chuyển qua là mình sẽ dành khá nhiều thời gian cho nó là gọi là finite horizon problem, tức là mình chỉ đưa thời gian hữu hạn thôi. Thời gian hữu hạn. Và sau đó là mình sẽ bàn tất cả những cái chuyện giống như ở phía trên, và mình sẽ bàn thêm về cách thế nào để tìm optimal control như thế nào, làm cách nào để tìm nó, tức là mọi người suy nghĩ để tìm nó như thế nào. Đấy là cái tóm tắt của bài giảng hôm nay, và cũng hy vọng là hôm nay không có gì trục trặc để chúng ta có thể làm đúng thời gian. Xin lỗi mọi người là ở đây khá nhiều người là ở bờ đông của nước Mỹ, nên là nếu mà mình kéo dài đến 1 giờ đêm nó trễ quá. Hy vọng là đúng thời gian. Thì đầu tiên là mình sẽ đưa ra là hai cái ví dụ cho cái phương trình Hamilton-Jacobi này, và mình sẽ bàn về cái tại sao nó thú vị. Thì cái ví dụ đầu tiên á, nó khá là đơn giản thôi, nghĩa là giống như mình sẽ viết rõ ra những cái bài toán về optimal control này nó là gì, và sau đó là mình viết cái phương trình đó thôi. Thì cái ví dụ đầu tiên mình sẽ qua coi cái tập điểm V á, nó là quả cầu đóng. Quả cầu đơn vị đóng ở trong RN thì dĩ nhiên là đây là compact đúng không? Với khoảng cách Euclidean bình thường thôi. Và tiếp theo á, mình coi cái biến control cái vector field BXV nó không phải là cái gì khác mà chính là V. Mình sẽ giải thích là cái này nghĩa là gì. Và cuối cùng á, là mình sẽ và cuối cùng á, là mình coi cái hàm giá trị hàm chi phí fxv nó luôn luôn bằng 1. Rồi, đấy là cái ví dụ đơn giản nhất mình có thể hiểu. Thì cái ý nghĩa của cái việc này nó là như thế nào? Cái ý nghĩa của cái bxv bằng v này á, thì nghĩa là khi mà mình viết ra cái phương trình ODE á, nó nếu mà các bạn coi cái phương trình ODE mình có viết ra đấy, thì mình viết lại á, phương trình ODE ở đây nghĩa là y phẩy của t nó sẽ bằng vt thôi, và y của không nó bằng x. Mà v ở đây á, vt ở đây rõ ràng là nó là một thành phần ở trong tập v đúng không các bạn, và tức là nó là quả cầu đóng tâm không bán kính 1. Thì như vậy cái control ở đây nó nghĩa là gì? Nó nghĩa đơn giản là nó yêu cầu là cái vận tốc của tôi đi nó luôn luôn nhỏ bằng 1. Nghĩa là giống như tôi là một cái phần tử tự do, tôi được quyền đi. Thì ý nghĩa của nó là nghĩa là chuyển động it là tự do với vận tốc nó luôn luôn nhỏ bằng 1 hết đâu. Nghĩa là giống như là các bạn được quyền đi tự do ở trong cái miền, và vận tốc của các bạn luôn luôn nhỏ bằng 1. Và cái ý nghĩa thứ hai của cái hàm giá trị hàm hàm chi phí fxv nó luôn luôn bằng 1, nghĩa là thế nào thì thế, tại bất cứ điểm nào bạn luôn luôn phải trả chi phí là 1, tức là chi phí đào giống nhau cho mọi điểm. Đấy, thế từ cái bài toán này nó có ý nghĩa của nó đúng không? Các bạn cứ đi trong RN đi làm sao mà vận tốc luôn luôn nhỏ bằng 1, và đi ở bất cứ chỗ nào bạn cũng phải trả chi phí là 1. Vậy nên nó là homogeneous problem, nghĩa là chi phí đào. Thì nếu mà viết ra như vậy, thực ra cái bài toán này nó sẽ khá là đơn giản. Tại sao nó đơn giản? Tại vì như thế, đầu tiên là các bạn có thể thấy là
cái Hamiltonian hat của XP các bạn tính maximum của V, trong V nghĩa là trị tuyệt đối của V, cái độ dài của V nhỏ hơn bằng 1 của trừ P nhân với BXV thì ở đây là V, và trừ FXV ở đây là 1, thế không? À, mà rõ ràng nếu mà các bạn viết ra cái maximum của trừ P nhân với V mà khi mà độ dài của V nhỏ hơn bằng 1 thì nó sẽ cho các bạn đúng là trị tuyệt đối của P thôi, độ dài của P thôi, còn 1 thì vẫn là hằng số 1. Như vậy các bạn sẽ tìm thấy cái Hamiltonian XP nó bằng là P trừ 1, đơn giản thế thôi. Và cái phương trình Hamilton-Jacobi các bạn có thể viết ra, trong trường hợp này các bạn có thể viết ra đấy, thì các bạn có thể viết lại thôi, thì nó chỉ là lambda u cộng với h xdu, thì ở trong trường hợp này nó chính là du trừ đi 1 bằng 0 ở trong RN. À, phương trình khá là đơn giản, thì các bạn cũng thấy là nó vẫn là hình dáng của một cái phương trình Iconal ở đây, đúng không? Nếu mà tôi không có cái đại lượng lambda u này thì nó đúng là phương trình Iconal, nhưng mà đây nó có gọi là cái discount term em mũ trừ lambda s thì nó cho tôi là lambda u ở đây. Thì nếu mà các bạn nhìn vào phương trình này thì có hai cách để đoán nghiệm. Cách thứ nhất để đoán nghiệm á, thì các bạn thấy là mọi thứ nó khá là đơn giản, đúng không? Tôi nhìn vào cái phương trình này, nếu mà tôi nhìn vào phương trình này, tôi có lambda u này, tôi có độ dài của du này trừ 1 bằng 0, và tại vì nó chả có phụ thuộc vào x ở bất cứ chỗ nào hết, cái hàm hàm chi phí ấy, nó là 1 ở bất cứ mọi điểm nào, nên là tôi có thể đoán nghiệm là u là hằng số đi, tại vì nó không phụ thuộc vào x, đúng không? Nếu mà u là hằng số thì du bằng 0, thì nghĩa là lambda u bằng 1, nên nghiệm của nó tôi có thể đoán là u bằng 1 trên lambda. Đấy. Đấy là tôi có thể đoán nghiệm. Ngoài ra nếu mà các bạn có thể viết mặt khác á, các bạn có thể viết cái bài toán control ra, đúng không? Control ra thì nó là cái u, nó là infimum của tất cả những cái hàm tổng chi phí. Thì các bạn viết ra là u của x á, nó bằng infimum trong tất cả cái control tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ trừ lambda s nhân với f, f hàm chi phí luôn luôn bằng 1 ds. Thì các bạn thấy nếu mà các bạn tính cái tích phân này ra, nó cũng chính là 1 trên lambda, đúng không? Nên là cái này nó cho tôi thấy là đây là nghiệm duy nhất, và đơn giản là tại vì nó không phụ thuộc vào x, là tại vì là cái hàm chi phí nó bằng nhau ở bất cứ mọi nơi, nên là tôi có thể đưa ra hai cái kết luận như thế này. Cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng mà hai cái kết luận ở đây là u bằng 1 trên lambda là nghiệm duy nhất. Ở đây tôi sẽ phải quay lại cái này chút nữa, nhưng mà hiện nay cứ cho nó là nghiệm duy nhất đi, tại vì cho tất cả những cái tính toán thì nó là nghiệm duy nhất rồi. Và cái kết luận thứ hai á, nó cũng quan trọng không kém á, là ở đây tôi có thể đi theo bất cứ kiểu nào tôi muốn đi, thì tôi vẫn luôn luôn nhận được giá trị 1 trên lambda, nghĩa là bất cứ cái cái y nào á cũng là một đường đi tối ưu. Với điều kiện là vận tốc của tôi nhỏ hơn bằng 1 là được rồi. Đó, vậy thôi. Thì cái này là cái ví dụ đơn giản nhất, nó chỉ cho các bạn thấy là cái lý thuyết chúng ta đang tạo ra là nó phù hợp với lại cái lý thuyết chúng ta đang tạo ra này, nó phù hợp với lại cái thực tế của bài toán, tại vì khi mà nó không có phụ thuộc vào cái vị trí của tôi á, thì cái bài toán nó nên có nghiệm là như thế. Rồi, đấy là cái ví dụ thứ nhất, nó đơn giản thôi, nhưng mà tôi cũng muốn nêu ra cho các bạn để các bạn thấy là những cái điều mà chúng ta đang 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 xem xét á, nó không tầm thường. Cái ví dụ thứ hai tôi muốn xem xét á, là nó tương tự như ví dụ thứ nhất, nghĩa là tôi cũng xem là V là quả cầu đơn vị, quả cầu đóng đơn vị trong RN. Như 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 tôi đã nói ở trên này, cái ý nghĩa này á, và BXV nó bằng V, thì cái ý nghĩa ở đây á, nó chỉ đơn giản chúng ta là cho chuyển động tự do. Với vận tốc nó luôn luôn nhỏ bằng 1, thế thôi. Nghĩa là chúng ta được quyền di chuyển tự do, nhưng mà vận tốc luôn luôn nhỏ bằng 1. Nhưng mà đây tôi sẽ đổi cái hàm chi phí một chút thôi, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà tôi đổi hàm chi phí một chút là bài toán nó thực ra là nó cũng đã ra khác hẳn rồi. Cái hàm chi phí tôi đổi là fxv ở đây,
tức là những ví dụ tôi lấy đều là những ví dụ rất là đơn giản, thì tôi lấy nó bằng fx, tức là nó không phụ thuộc vào v. Đấy. À, thì nếu mà tôi lấy fxv bằng fx á, thì các bạn cũng có thể tính cái Hamiltonian ra như bình thường thôi, hxp. Các bạn cũng cứ tính là bằng max của v, trong v nghĩa là độ dài của v nhỏ bằng 1 trừ p nhân với lại bxv là bằng v trừ fxv nghĩa là fx. Và tại vì fx nó không phụ thuộc vào v nên tôi có thể kéo nó ra khỏi cái này đúng không? Nên là các bạn cũng thấy là cái hxp này tôi có thể tính nó chính là p trừ đi fx thôi, nó chả phải là gì cả. Và lúc đó tôi sẽ có là cái phương trình Hamilton Jacobi, ở đây nó là lambda u cộng với lại du, p nó chính là độ dài của p chính là độ dài của du đúng không các bạn, trừ đi fx bằng không ở trong rn này. Thì ở đây một lần nữa là nếu mà chúng ta không có cái đại lượng lambda u này á, nếu mà chúng ta chỉ có hai cái đại lượng này á, thì các bạn thấy là nó là đúng là cái phương trình Iconal, đúng là những cái mà chúng ta đã nói từ buổi đầu, là nó rất là đơn giản nhưng mà nó đã cho chúng ta thấy những cái chúng ta nói từ buổi đầu. Và cái bài toán này á, thực ra giải số cũng không phải là đơn giản. Cái bài toán này á thì vẫn còn nhiều những câu hỏi người ta chưa biết, ví dụ như lambda tiến tới không thì nó sẽ như thế nào, rồi giải số một cách hiệu quả nó như thế nào. Vân vân. Tại sao tôi nói là cái bài toán này nó không đơn giản? Nó không đơn giản tại vì tôi có fx ở đây. Thì fx ở đây người ta có thể hiểu nó gọi là một cái potential energy. Tôi ví dụ trong một chiều á, thì tôi có thể vẽ cái f ở đây. F nó có thể như thế này. Cái đồ thị của f thì nó lên nó xuống, nó lên nó xuống đúng không các bạn? Và nếu mà các bạn viết cái phương trình ra để tôi viết ra thì các bạn sẽ thấy là tại sao tôi nói là bài toán này nó không đơn giản. Tại vì y ở đây nó không f nó không phụ thuộc vào v nên bài toán nó chỉ đơn giản là như thế này thôi. Và các bạn thấy á, là rõ ràng là để làm cho cái tích phân này nhận giá trị nhỏ nhất á, tôi sẽ luôn luôn tìm làm sao để f nó nhận giá trị nhỏ nhất đúng không các bạn? Nên là cái f nó giống như là bản chất nó là potential energy, và ở đây á, tôi á, sẽ luôn luôn tìm cách để đi đến cái điểm mà đạt giá trị nhỏ nhất của f, để tôi nếu mà tôi đến được đó rồi á, thì tôi nằm ở đó luôn, tôi dừng ở đó và nó sẽ luôn luôn là nhỏ nhất. Tuy nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái hàm f. Nếu mà f nó chỉ có một giá trị nhỏ nhất á, thì giống như là các bạn làm steepest gradient descent á, chúng ta sẽ đến đó một cách nhanh nhất, chúng ta dừng ở đó, thế là xong. Tuy nhiên trong trường hợp mà f nó không có giá trị nhỏ nhất, f nó giống như quasi periodic hay nó gì đấy, nó sẽ có những cái giá trị nhỏ nhất càng ngày nó càng tiến ra biên chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là trong trường hợp ví dụ như là các bạn thấy nếu mà các bạn lấy giá trị nhỏ nhất của f ở trong b của cầu đóng tâm không bán kính r mà nó sẽ luôn luôn giảm khi mà r tiến tới vô cùng á, nó giảm hẳn á, thì các bạn sẽ thấy là cái đường đi của cái tối ưu á, nó sẽ tìm cách nó đi 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 càng ngày càng gần cái giá trị minimum càng tốt đúng không, nhưng mà thế thì nó sẽ đi đến vô cùng. Thì coi như là f không có global min á, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ phải đi hoài đến vô cùng, nên là nó là một cái bài toán rất thú vị. Và để đi tìm được cái đường đi tối ưu, được cái optimal control á, là nó không phải là đơn giản. Nên là ở đây có rất nhiều cái bài toán đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đã có rất nhiều những bài toán mở thú vị ở trong này. Và đặc biệt là giải số, làm cách nào để giải số. Chắc chắn là đã có những thuật toán giải số, nhưng mà giải số một cách tối ưu, nhanh là hiện nay vẫn chưa có. Đấy là những cái mà tôi muốn nói sơ về qua những cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Dĩ nhiên là trong trong ứng dụng á, nếu mà nhất là hiện nay là machine learning hay là AI á, là luôn luôn có những cái bài toán về optimal control. Nếu các bạn lên archive thấy nó xuất hiện rất là nhiều, thì những cái bài toán đó nó phức tạp hơn nhiều. Nên là tôi nghĩ là có rất nhiều những cái cơ hội để chúng ta có thể làm sâu hơn. Đấy, đấy là cái đầu tiên tôi muốn làm, đó là ví dụ cho phương trình Hamilton Jacobi. Bây giờ tôi muốn làm cái bước thứ hai là tìm hiểu sơ về tính chất của U.
Thì hai cái bước cái mảng thứ hai tôi muốn làm là tính chất cơ bản thôi của nghiệm u của u. Thì tôi nhắc lại, tất nhiên là tôi viết đi viết lại rất là nhiều lần, nhưng mà toán học nó là như thế, khi mà chúng ta viết đi viết lại rất nhiều lần thì giống như là chúng ta có nó vào trong đầu mình vậy. Thì là em mũ trừ lambda đấy, S của F của IS VS DS, đây là công thức của U. Thì thực ra là để tìm được tính chất của U, cơ bản của U nó rất là dễ các bạn, tại vì F ở đây á tôi có là nó bị chặn, cho nên là F nó bị chặn bởi một hằng số nào đó C đi, thì các bạn sẽ có thể thấy là luôn là U nó bị chặn đúng không? Tại vì U trị tuyệt đối của UX nó sẽ nhỏ hơn bằng tích phân từ 0 đến vô cùng của E mũ trừ lambda S nhân với cái hằng số C này thôi, DS. Và các bạn tính ra nó là C trên lambda, nghĩa là các bạn thấy là UX nó sẽ bị chặn. Ở đây tôi nói luôn là F của IV nó nhỏ hơn bằng C. Thì tức là các bạn từ đây các bạn suy ra là U nó bị chặn hoặc là lambda U nó bị chặn. Đó là cái điều đầu tiên các bạn có thể suy ra. Thì tôi không có nói, nhưng mà ở đây các bạn có thể coi trong chương 2 trong cuốn sách á, chương 2 trong trong sách mà tôi viết á, thì các bạn có thể chứng minh thêm là U thực ra nó holder C0 alpha RN một cách rất là đơn giản. Các bạn chỉ có lấy các cái đường cong rồi các bạn so sánh là các bạn có thể chứng minh là U trong C0 alpha. Thì cái này ở trong chương 2 của sách, nhưng mà tôi muốn nói thêm một cái tính chất đơn giản khác là chúng ta có thể suy ra rất là dễ ở đây, gọi là nó tức là tính bị chặn của nghiệm ấy, thì tôi phải đưa thêm một cái điều kiện, một cái giả thuyết để tôi chứng minh điều kiện. Tôi gọi cái này là A1 đi. Tôi sẽ đưa thêm một cái điều kiện và tôi sẽ chứng minh là với cái điều kiện này thì U nó sẽ Lipschitz. Thì cái điều kiện mà tôi đưa ra là nó là như thế này, nó là các bạn thấy là cái vector field B y á, nó được điều khiển bởi cái vector field B như thế này đúng không các bạn? Thì tôi sẽ đưa ra một cái điều kiện là cái vector field B này nó nhìn thấy tất cả mọi hướng. Tất nhiên là nếu mà có chuyên gia làm trong optimal control ví dụ như Khải vào đây thì sẽ nói là cái điều đó nó không luôn luôn xảy ra, tôi đồng ý. Nhưng mà chúng ta đặt thêm một điều kiện để chúng ta làm đưa thêm một số chứng minh thôi. Tức là điều kiện là A1 là giả sử tồn tại một cái error lớn hơn không, sao cho là tôi nhìn thấy mọi hướng, nghĩa là B0 error luôn luôn là tập con của BX V cho V trong V với mọi trong error nào. Thì cái đây là cái điều kiện tôi đặt ra thêm. Điều kiện này đặt ra thêm nghĩa là gì, là tại mọi điểm tôi có thể di chuyển theo mọi hướng đúng không các bạn, tại vì là tôi có thể di chuyển theo bất cứ cái hướng nào với trong cái quả cầu tâm không bán kính R. Và dĩ nhiên như tôi nói là trong optimal control các bạn lái xe hay này nọ, đôi lúc là các bạn không có thể đi ra mọi hướng, xe các bạn đang lái như này các bạn không thể tự nhiên quay đầu 180 độ được, nó chỉ có thể quay trong một số hướng thôi, nên là cái điều kiện này cũng không không nhất thiết là đúng cho mọi trường hợp. Nhưng mà ví dụ như ta đi bộ thì ta có thể quay coi như bất cứ hướng nào cũng được, nên là nó tùy thuộc vào cái bài toán. Thì nếu mà tôi đặt điều kiện này á thì cái bộ đề thứ nhất mà tôi muốn chứng minh cho hôm nay á, và chứng minh này nó không phải là chính xác 100% nhưng mà nó gần như chính xác, đó là với điều kiện A1 thì chúng ta sẽ có là U nó sẽ Lipschitz trong RN. Nghĩa là các bạn có thể viết hai kiểu, nghĩa là DU cái đạo hạ cái gradient của U nó nhỏ bằng C, hoặc là các bạn cũng có thể viết là UX trừ đi UI nó nhỏ bằng C nhân với lại cái khoảng cách từ X tới Y. Đấy là cái bộ đề đầu tiên. Nghĩa là nếu mà tôi có thể đi mọi hướng thì tôi sẽ có là U nó là hàm Lipschitz. Chứng minh ở đây nó không phải là chứng minh hoàn toàn chính xác, nhưng mà tôi nói luôn cái này gọi là heuristic proof, hoặc là
theo dân PD nó gọi là a priori estimate, nghĩa là giả sử mọi thứ đều đẹp và chúng ta đi tìm cái cách để chặn u thôi. Và sau đó các bạn có thể chứng minh nó đúng bằng theo nghiệm nhớt viscosity, nhưng cái đó không khó. Thì làm cách nào để tôi chứng minh cái này các bạn? Tôi viết lại cái HXP nó là cái gì thôi. HXP ở đây nó là maximum của V trong V của trừ P nhân với lại BXV trừ FXV. Rồi, tôi quan sát ở đây á, nó có hai cái thằng FXV này nó bị chặn rồi. Tôi không có lo gì với cái thằng FXV này. Cái thằng B ở đây á, BXV này với cái điều kiện A1 á, điều kiện A1 nói với tôi là tôi có thể đi tất cả mọi hướng đúng không các bạn? Và thực ra chính xác hơn là BXV á, nó sẽ chứa cái quả cầu tâm không bắn cái R. Nên là nếu mà tôi có thể đi tất cả mọi hướng và tôi đi theo cái hướng là tôi có thể chọn, ví dụ như là chọn cái hướng ví dụ như R nhân với lại trừ P chia cho P chia cho độ dài của P đi chẳng hạn. Cái hướng đó là cái hướng tôi muốn chọn để làm sao cho cái giá trị nó được maximum chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn làm như thế thì các bạn sẽ có thể suy ra là HXP ở đây á nó sẽ lớn hơn bằng là R nhân với P trừ đi C. Đúng không? Tại vì là ít nhất là tôi có thể chọn cái hướng R nhân với trừ P chia cho P và nhân vào thì các bạn có đúng là R nhân với độ dài của vector P trừ đi C. Thì tôi có cái này, nghĩa là nó nói là HXP sẽ lớn lên đúng không, với cái vận tốc ít nhất là tuyến tính linear đúng không, tại vì cái R nhân P này nó thực ra bản chất R nhân P các bạn vẽ hình ra thực ra nó là một cái hình nón, mà tốc độ lớn lên là nó là tuyến tính. Thì cái điều kiện này rất là quan trọng để tôi có thể suy ra là Ulisses. Tại sao? Rồi giờ tôi viết lại cái phương trình Hamilton-Jacobi á. Phương trình Hamilton-Jacobi là tôi có lambda u cộng với hxdu bằng 0. Nếu mà các bạn coi là đây tôi đã chứng minh là u bị chặn hoặc là lambda u bị chặn đúng không? Hằng số c thì các bạn suy ra là hxdu nó cũng bị chặn bởi một hằng số c thôi. Mà hxdu này á thì ta dùng cái tính chất này là hxdu nó lớn bằng là r nhân với du trừ đi c. Tất nhiên là các hằng số c ở đây nó khác nhau, nghĩa là mỗi c nó mỗi khác, nhưng mà từ đây các bạn có thể suy ra là rõ ràng là du nó nhỏ hơn bằng c chia cho r đúng không các bạn, nghĩa là suy ra Ulisses. Là cái chứng minh đơn giản vậy thôi. Tức là nếu mà về cái bài toán điều khiển tôi có thể đi theo mọi hướng thì sẽ suy ra là u á, nó là hàm Lipschitz. Như vậy chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận sơ khởi á, đó là kết luận là với cái điều kiện A1 á là chúng ta sẽ có là u nó Lipschitz RN. Ở đây Lip RN nghĩa Lipschitz RN và nó bị chặn và u bị chặn. Thì đây là hai cái tính chất tiêu biểu của nghiệm nhớt, nghĩa là nghiệm nhớt thường thường á nó bị chặn hoặc là nó có thể lớn lên theo một cái tốc độ nào đó ở vô cùng. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây rất là quan trọng là tại vì bài toán này định nghĩa trong RN nghĩa là nó không compact, giải số hay làm ứng dụng rất là khó, nên là chúng ta phải quan tâm đến cái điều kiện biên cái biểu hiện của u ở vô cùng, và ở đây là chúng ta phải biết nó bị chặn. Thì chúng ta đã chứng minh là nó bị chặn và nó Lipschitz. Và cái kết luận thứ hai á là thường thường á thì u nó sẽ không C1, nghĩa là nó không có trơn. Các bạn thấy một số cái ví dụ chúng ta đã tính là nó luôn luôn có những cái góc cạnh cái góc, nên là cái mà chúng ta có này thường thường là cái regularity á, nghĩa là cái tính chất trơn của nghiệm á, thường thường nó là tối ưu, nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà thường thường nó là tối ưu.
Từ đấy nên là các bạn thấy là thực ra đôi lúc nó rất là đơn giản, nhưng cái mà tôi trình bày ở đây á, ý tôi muốn nói là nó mặc dù nó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể ứng dụng để chúng ta làm cái gì đó nó tổng quát hơn, hay là ứng dụng nó vào những trường hợp cụ thể. Thì đấy là những cái bước mà tôi muốn nói, là hai cái bước đầu tiên. Và bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn chứng minh U là nghiệm duy nhất. Thực ra như tôi giới thiệu từ buổi đầu á, cái chứng minh nghiệm duy nhất là cái khó nhất. Nhưng mà tôi sẽ chỉ chứng minh nó theo nghĩa heuristic, nghĩa là nghĩa không chính xác thôi. Cái chứng minh nó chỉ có ba dòng thôi. Tôi sẽ chứng minh nó là nghiệm duy nhất. Các bạn có thể coi chứng minh ở trong chương một cuốn sách của tôi, và cái chứng minh này thực ra mới là cái kết quả tốt nhất của Crandall và Lyons. Và đấy, như tôi nói là tại vì phát triển cái lý thuyết này nên là Lyons mới được giải Fields. Thì đó, thì cái bước thứ ba tôi sẽ đưa ra cái định lý một cho ngày hôm nay á, nghĩa là định lý một cho ngày hôm nay là nghiệm của phương trình Hamilton Jacobi á là duy nhất ở trong cái lớp hàm BUC RN. Tôi dùng đúng cái thuật ngữ để sau này các bạn mà thấy thì các bạn sẽ hiểu BUC ở đây nó nghĩa là gì. BUC, tôi viết tiếng Anh trước rồi tôi sẽ là tiếng Việt, nó là bounded uniformly continuous functions, nghĩa là cái lớp hàm bị chặn và liên tục đều à? Chắc trong RN tức là các bạn chứng minh duy nhất, nhưng mà nó phải trong một cái lớp hàm nào đấy, phải thỏa mãn một số cái điều kiện nào đấy. Thực ra giống như tôi đã nói là tôi có bàn luận với lại anh Lộc về cái những cái bài toán về optimal control này á, thì nếu mà các bạn không đặt điều kiện này, các bạn có thể tìm được nghiệm. Ví dụ như cái bài toán đơn giản, cái bài toán cái trong cái ví dụ thứ nhất tôi nêu ra này á, cái ví dụ này á, thì nếu mà các bạn không đặt cái điều kiện là bị chặn thì các bạn có thể tìm được cái nghiệm, mà nhưng mà cái nghiệm nó lớn theo nghĩa là exponential. Nên là các bạn sẽ thấy nó khác. Tại sao tôi lại đặt cái điều kiện là bounded uniformly continuous, là bị chặn và liên tục đều? Tại vì các bạn thấy là cái kết luận ở trên này chúng ta đã chứng minh được rồi, nó bị chặn và nó Lipschitz. Lipschitz thì dĩ nhiên là liên tục đều rồi, nên là cái lớp hàm này là nó là khá tự nhiên, lớp hàm các hàm bị chặn và liên tục đều. Thì tôi sẽ đưa các bạn một cái chứng minh, ở đây là chứng minh không chính xác nhé, heuristic, nghĩa là không chính xác, nhưng mà cái ý tưởng nó nằm ở đây, cũng không hẳn là nằm ở đây, nhưng mà tôi sẽ phải nói là tại sao cái chứng minh này không chính xác. Thì giả sử U và V trơn luôn nhé, là nghiệm của cái phương trình Hamilton Jacobi là lambda U cộng với H x du bằng lambda V cộng với H x dV bằng 0 trong này đến nào. Tức là giả sử có hai nghiệm mà maximum supremum trong RN của U trừ V, tại vì cái này nó không compact nên thường thường nó chỉ có nó bị chặn mà, nên là tôi có thể có coi supremum được, nhưng mà giờ tôi giả sử là làm đại đi, coi như supremum nó bằng maximum đi, tại sao không? U trừ V nó bằng một cái số theta là nó lớn hơn không, đúng các bạn? Tức là nếu mà hai nghiệm nó không trùng nhau thì dĩ nhiên phải có cái chỗ nào đó mà một thằng nó lớn hơn thằng kia. Thì tôi giả sử là supremum của U trừ V nó bằng theta lớn hơn không, và dĩ nhiên là ở đây các bạn có thể bắt tôi là supremum nó không bằng maximum, nhưng mà nói chung là cái đó là kỹ thuật thì chúng ta có thể giải quyết được. Tôi giả sử là supremum bằng maximum bằng theta, đúng không?
Thì tại vì maximum tồn tại nên là sẽ tồn tại, tồn tại một cái điểm Z ở trong RN sao cho là UZ trừ đi VZ bằng max RN của U trừ V bằng theta lớn hơn không. Đấy, giả sử nó xảy ra tại một điểm Z, nếu mà vẽ đồ thị ra nó như thế nào nhỉ? Ví dụ như đây là U, đây là cái điểm Z, đây là V chẳng hạn, đây là V. Thì tại cái điểm này là UZ trừ đi VZ là đạt giá trị lớn nhất, nó bằng theta. Đấy. Thì giống như các bạn thấy là tôi đã nói ngay từ đầu á, đây là một cái phương trình thỏa mãn nguyên lý maximum principle, nghĩa là thỏa mãn nguyên lý cực đại. Nên là chúng ta sẽ thường thường sẽ dùng rất là đơn giản là nguyên lý cực đại chỗ này thôi. Thì cái nguyên lý cực đại chúng ta dùng ở đây là gì? Thì tại cái điểm Z này thì rõ ràng là UZ trừ VZ bằng theta rồi, nhưng mà cái đạo hàm tôi đang giả sử UV trên, mà tại cái điểm Z này thì đạo hàm của U trừ V tại Z này nó bằng không, đúng không các bạn? Tại vì nó là maximum. Còn dĩ nhiên là đây chúng ta chỉ làm phương trình bậc nhất, chúng ta chưa làm đến 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 bậc 2, chưa làm đến elliptic. Thì mới bậc nhất thì chúng ta chỉ quan tâm đến đạo hàm nó bằng không. Như vậy nếu D của U trừ VZ nó bằng không rồi, các bạn bây giờ quay về phương trình, các bạn có là lambda của UZ cộng với HX DUZ nó bằng lambda của VZ cộng với HX DVZ thì cũng bằng DUZ. DUZ bằng DVZ. Thì như vậy là các bạn thấy hai cái này là có thể bỏ đi được, đúng không? Tại vì nó bằng nhau. Thì suy ra là lambda của U trừ đi VZ nó bằng không, nhưng mà thì nó lại khác với theta, nên đây suy ra được vô lý. Đó, như vậy là chúng ta đã chứng minh được đây là nghiệm duy nhất. Đây là chứng minh xạo, nhưng mà thực ra cái ý tưởng của nó nằm ở chỗ này. Thì để tôi phải đưa ra cái lưu ý, tại vì ở đây lưu ý đây là chứng minh sai. Nhưng mà ý tưởng nó nằm ở đây. Tại sao nó là chứng minh sai các bạn? Tại vì ở đây á, tôi đang giả sử là UV nó trơn, nên là tại cái điểm maximum á, đạt giá trị lớn nhất, cái đạo hàm của U trừ V bằng không. Nhưng mà tôi lại vừa mới đưa ra lưu ý ở trên á, là chúng ta chỉ có U có thể Lipschitz thôi, thường thường U nó không có C1, đúng không? Nên là cái chuyện á mà cái DUZ bằng DVZ đấy thường thường là không có thể xảy ra, tại vì nhất là tới những cái điểm mà nó có góc cạnh ấy, thì đâu có đạo hàm đâu mà chúng ta có thể nói là DU bằng DV ở điểm đấy, nên là cái chứng minh này nó sai. Cái ý tưởng thực ra lớn nhất của Crandall với Lyon sẽ là phải phải giải quyết cái vấn đề là UV nó không có C1 và thường không có DUZ bằng DVZ đâu. Tại vì nếu mà tại cái điểm mà nó không có đạo hàm thì làm sao mà tôi nói đạo hàm hai chỗ nó bằng nhau được. Thì tôi không đưa ra chứng minh chính xác ở đây. Tôi sẽ chỉ có nói chỗ này thôi, và cái ý tưởng ở đây ấy là phải làm cách nào để giải quyết cái vấn đề là UV nó không có đạo hàm. Thì cái ý tưởng của hai ông Crandall Lyons là, mà hai ông này là học cái ý tưởng của Kruskov ở những Kruskov ở Nga những năm 1960. Kruskov là có cái ý tưởng này cho conservation law trong một chiều, một một scalar conservation law trong một chiều, và sau đó hai ông này mới mượn được cái ý tưởng này để làm cái phương trình Hamilton Jacobi. Thì cái ý tưởng này nó gọi là doubling variables, nghĩa là xem xét cái như này: ux trừ đi vi trừ đi x trừ y bình phương chia cho 2 epsilon sao đấy. Cái này nó gọi là nhân đôi biến, nhân đôi số biến.
Ý tưởng cực kỳ đẹp, nó gọi là doubling variables. Các bạn có thể đọc cái này trong chương 1 cuốn sách của tôi nhé các bạn. Nó không không khó đâu. Cái ý tưởng ở đây là gì? U nó không có, thực ra nó không có đạo hàm mọi nơi, nó không có C1. V cũng vậy. Thì thay vì á người ta chỉ xem xét U V là cùng một biến X, cái ý tưởng người ta là người ta tách đôi nó ra, nghĩa là tạo ra U là biến X, V là biến Y, và phải nối giữa U với V một cái cầu nối nào đó, thì họ nối với nhau bằng một cái parabol x chữ y bình phương chia cho 2 epsilon, và sau đó người ta sẽ cho epsilon tiến tới không. Khi mà epsilon nó tiến tới không á, thì là nếu mà x khác y á, thì cái đại lượng này nó rất là lớn, nên là nó sẽ ép cho x và y tiến gần đến nhau, nghĩa là hai biến khác nhau có cái cầu nối nó ép cho hai biến này nó tiến gần về nhau, và cuối cùng là nó sẽ trùng vào nhau. Và tại sao? Tại vì ux này á, khi mà các bạn xem cái parabol này là cái test function á, thì các bạn có thể đá cái đạo hàm của u qua cái parabol này, và cái đạo hàm của v á, các bạn cũng có thể đá qua cái parabol này. Như vậy là khi mà các bạn làm, các bạn sẽ ra ai mà muốn cứ đọc chương một cuốn sách nó rất là dễ. Ai mà muốn nói chuyện thêm với tôi thì tôi sẽ nói thêm, tại vì như tôi đã nói, định hướng của tôi ban đầu là cái khóa này nó thiên về ứng dụng, nên là tôi sẽ bỏ qua một số cái chi tiết mà nó hơi PD quá rồi đấy. Nên là đấy là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai của tôi á, là thực ra cái này cũng rất là thú vị, là chúng ta cần lambda lớn hơn không ở đây để có nghiệm duy nhất. À, nếu mà lambda nhỏ bằng không á, thì cái phương trình Hamilton Jacobi có thể có nhiều nghiệm. Tôi cũng không có thời gian để nói về cái này đâu, nhưng mà đó là cái lý do mà tại sao mà tôi nói là ở đây có rất nhiều cái bài toán thú vị, và thực ra vẫn có rất nhiều bài toán mở. Rồi đến tôi nói đến cái đoạn đây là xong cái đoạn thứ ba, tôi đến nói đến cái đoạn thứ tư là về Lagrangian. Tôi sẽ nói nhanh cái này thôi, tại vì formulation tức là từ Hamiltonian á, tôi sẽ đổi nó qua Lagrangian. Tôi sẽ nói nhanh và bữa sau có thể tôi sẽ quay lại một chút. Thì Hamiltonian nó là thường thường là theo nghĩa của classical mechanics là tổng của năng lượng, còn Lagrangian nó sẽ là cái sự khác nhau của năng lượng. Nhưng mà tôi sẽ nói nhanh để tôi nhảy qua cái mảng thứ hai, là về finite time horizon. Thì Hamiltonian formulations và Lagrangian formulations ở đây nó là gì? H là bằng HXP, thì như chúng ta đã xem xét ở phía trên, nó sẽ là lồi theo P, nghĩa là convex in P á. Tại sao các bạn trong cái ở phía trên chúng ta đã viết là HXP bằng max của V ở trong V trừ P nhân với lại BXV trừ FXV. Thì mỗi cái hàm ở trong này các bạn thấy á, theo biến P á, nó là một cái affine đúng không? Một cái hàm affine. Tức là mỗi cái hàm ở trong này nó là một cái, ví dụ trong một chiều nó là một cái đường thẳng. Các bạn vẽ tất cả các đường thẳng ra như thế này. Thì khi mà các bạn lấy maximum á, các bạn thấy là trong cái trường hợp mà tôi vẽ này thì HXP nó sẽ là như thế này. Nó sẽ maximum của một đống cái hàm affine. Thì HXP ở đây nó lồi và bên ta. Thì đấy là hàm lồi. Định nghĩa của hàm lồi đơn giản là nó là maximum của một đống các cái hàm affine, đơn giản là như thế. Đấy là cái điều thứ nhất, tức là H nó lồi theo P. Cái điều thứ hai á, là thực ra là chúng ta đã chứng minh ở phía trên á, là DU á, nó bị chặn bởi một thằng số C. Nghĩa là ở đây nghĩa là HXP á, nó chỉ có vai trò ở trong phương trình Hamilton Jacobi cho những cái giá trị mà P nó nhỏ bằng C thôi. Giả sử là P nhỏ một một tỷ chẳng hạn, nhưng mà với những cái giá trị P lớn hơn đó, nó không quan trọng. Thì đây là một trong những ý tưởng cực kỳ quan trọng của PDE ấy, là nghĩa là khi mà chúng ta gọi là a priori estimate, có những cái chặn cho cái hàm, cho cái nghiệm á,
thì chúng ta thấy là nó chỉ có quan trọng khi mà p nhỏ bằng c thôi. Thì ở đây nó dẫn tới một điều á, là chúng ta có thể thay đổi HXP với P lớn bằng C cộng 1 tùy ý, theo ý của mình. Tức là cho P, những giá trị của P lớn hơn, các bạn có thể thay đổi nó tùy ý. Các bạn có thể cắt nó đi, hoặc các bạn có thể cho nó lớn nhanh hơn hay gì đấy. À, thì trong trong nhiều trường hợp á, thì người ta sẽ thay đổi H sao cho là, giả sử thay vì nó linear, thay vì nó tuyến tính, thì các bạn có thể thay đổi H sao cho nó lớn lên mà theo hàm bậc hai chẳng hạn, quadratic hoặc gì đấy tùy. Thì người ta sẽ thay đổi H sao cho là H nó lớn nhanh hơn bình thường, nghĩa là lớn nhanh hơn cái tốc độ linear, nghĩa là HXP chia cho P nó sẽ bằng vô cùng. Thì trong cái này á, theo tiếng Anh nó thuật ngữ gọi là H là super linear. Tiếng Việt là gì nhỉ? Nghĩa là lớn nhanh hơn tuyến tính à? Tôi cũng không biết. Siêu tuyến tính à? À, thì trong trường hợp mà H nó super linear, tức là nó đi lên rất là nhanh á, thì người ta có thể từ H á, người ta dùng cái gọi là Lejeune transform. Cái này là các bạn nào mà làm classical mechanics hoặc là ấy, thì người ta sẽ từ H, người ta sẽ dùng Lejeune transform, người ta biến đổi thành là Lagrangian. Cái này tôi sẽ nói nhanh thôi, các bạn mà chưa biết thì cũng không sao. Thì tôi có thể định nghĩa là XV nó bằng supremum của tất cả những P trong RN, của P nhân với V trừ đi LXV. Và tại vì H nó super linear, thì supremum nó lớn nhanh, à xin lỗi, đây là HXV, tôi biết sao. H nó super linear thì supremum nó chính là maximum của P trong RN, P nhân với V trừ đi HXV. Hay là cái dân mà dùng Lejeune transform, người ta viết là H sao, ở đây là XV chính là H sao của XV. Thì cái Lejeune transform này có cái hay là L thì bằng H sao. Nếu mà các bạn lấy L sao á, thì nó bằng là H sao sao á, thì nó lại bằng lại H lại, nghĩa là các bạn dùng Lejeune transform hai lần, các bạn sẽ có lại chính là thằng H. Thì nếu mà các bạn dùng Lagrangian formulations, thì tôi viết luôn ra, thì trong cái trường hợp này, cái nghiệm của phương trình Hamilton Jacobi á, nó được viết theo một cách khác, thay vì optimal control thì nó được viết theo Lagrangian formulations, là u của x là infimum của tất cả những cái đường cong, nó xuất phát từ không, gamma không bằng x, tích phân từ không đến vô cùng, e mũ trừ lambda s, l của gamma s trừ của gamma dot s ds. Nghĩa là tất cả những đường cong các bạn cho là gamma không nó xuất phát từ x, rồi các bạn cũng đi y như là cái control, gamma nó đi bất kỳ như thế nào cũng được. Và các bạn tìm cách là tính cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm chi phí. Thì tôi chỉ có thay thế cái hàm chi phí của F ở đây, thì tôi thay thế nó bằng Lagrangian formulation thôi, chứ nó không không có gì quá cao siêu cả. Thì cái này á, cái này nó gọi là Lagrangian formulation. Thì cái này nó quan trọng ở trong những cái viewpoint như là từ classical mechanics này. Nó quan trọng ở trong dynamical system. Chính xác ở đây là nó gọi là Hamiltonian dynamics. Và cái viewpoint này nó quan trọng ở, gọi là một cái nữa là symplectic geometry. Symplectic geometry. Thì nó là đơn giản, nó là một cách nhìn khác thôi, thì các bạn cũng là minimize một cái hàm giá trị, nó nhìn như thế. Đấy, thì là cái bước này là cái bước khác tôi muốn chia sẻ, bước 4. Và tôi sẽ quay lại cái này một chút, tôi định nói hôm nay nhưng mà sợ không kịp rồi. Thì tôi sẽ quay lại cái này một chút, chắc là trong buổi thứ năm, để cho các bạn thấy là
Tại sao tôi lại đưa ra cái Lagrangian này? Tại vì tôi từ cái Lagrangian này á, tôi có thể viết ra phương trình Euler Lagrange để đi tìm cái đường đường đi tối ưu. Chúng ta sẽ nói về cái điều này ít một chút nữa. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Hôm nay có vẻ mạng nó không bị trục trặc. Nếu mà không có ai có câu hỏi gì á thì tôi sẽ đưa cái mảng tiếp theo. Và chắc là bữa sau chúng ta phải quay lại một chút, đó là nó gọi là finite time horizon problem. Finite horizon problem. Nghĩa là cũng là bài toán tối ưu nhưng mà ở đây là có thời gian và thời gian nó nhỏ vô cùng. Thì cái setting nó cũng y chang như vậy thôi, nhưng mà để tôi vẽ nó ra như này. Nhưng mà ở đây nó có thời gian và nó có cả thời gian và thì ở đây tôi có, đây là RN và tôi có thời gian T, T nó lớn hơn bằng không. Thì cái bài toán đó, ở đây là nó là thời gian hữu hạn, nghĩa là cho bất cứ một cái điểm XT nào đó ở trong cái miền này, tôi sẽ tìm cách làm sao mà tôi đi, dùng cái bài toán control của tôi ấy, tôi sẽ viết là tôi đi những cái đường cong, làm sao tôi đi thời gian hữu hạn, tôi từ cái thời gian T này tôi đi sau một cái thời gian T tôi sẽ về cái điểm nào đó tại thời gian không. Có rất nhiều cách để đi tùy theo cách mà chúng ta đi, nên là ở đây bài toán nó mới gọi là thời gian hữu hạn, nghĩa là cái phương trình ODE ấy, nó vẫn y như cũ, nghĩa là vẫn là y phẩy của s ấy, thì nó bằng b ts vs cho không nhỏ hơn bằng s nhỏ hơn bằng t, và y của t ấy, thì tôi phải dừng lại tại điểm x. Các bạn thấy là ở đây chúng ta chuyển ra là thời gian hữu hạn đấy, các bạn chỉ có chạy từ không đến t thôi. Chúng tôi chạy cái OD này tôi viết nó hơi ngược đời một chút, tại vì tôi phải dừng lại tại cái điểm x đúng không, và tôi chạy từ thời gian không đến t và có rất nhiều cái đường cong. Ở đây có thể y là chính là y của xv, tôi viết tắt. Thì b vẫn là một vector field và cái bài toán nó đơn giản là giống như là các bạn tại tại cái thời điểm t là như thế này, các bạn chạy chạy từ cái thời gian nào đó tới được thời điểm t, và nếu mà tại cái nếu mà các bạn đến cái điểm này á, thì y không nó ở đây á, nếu mà các bạn dừng lại ở trên cái đích đến này á, thì các bạn phải trả một cái giá là g của y không. Ở đây thường thường người ta gọi cái này gọi là terminal cost, tức là cái bài toán optimal control này nó hiểu như này. Các giả sử là các bạn có cái có cái tàu chở hàng, các bạn phải cập bến, các bạn đầu tiên là các bạn chạy 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 theo cái điều các bạn muốn chạy, nhưng mà khi các bạn cập bến các bạn phải trả phí bến bãi, tức là nếu mà tôi cập bến tại cái y0 này thì tôi phải trả cái giá của g của y0 là giá bến bãi để đậu cái tàu lại. Thì cái bài toán này á, nó là hữu hạn thời gian, thì tôi thì thường thường người ta nói vậy là có một cái có hai cái giá trị mà nó gọi là running cost, nghĩa là cái giá để chi phí để chạy á, thì nó chỉ là tích phân từ 0 đến t, f của ES VS DS thì nó cũng vẫn là cái running cost như bình thường đúng không, nhưng mà ở đây là tôi chỉ chạy thời gian hữu hạn từ 0 đến t thôi, và tại vì chạy thời gian hữu hạn tôi không cần phải đưa ra là cái em trừ lambda s vào, tại vì để nó tích phân hữu hạn tôi chỉ cần là f của ES VS DS thôi, và nó còn một cái gọi là terminal cost, nghĩa là nếu mà dừng lại ở đâu thì trả cái tiền ở đấy, hoặc là thực ra là cái này nó là thuật ngữ thôi, cái này các bạn có thể nó gọi là initial cost, là cái giá trị ban đầu, là g của y0. Thì cái tổng chi phí các bạn phải trả là j của y tại xt, tổng chi phí các bạn phải trả là tích phân từ 0 đến t f es vs ds cộng với lại g của y0. Thì đây là hàm tổng chi phí. Thì cái bài toán là optimal control ở đây á, nghĩa là bài toán điều khiển tối ưu á, thì nó đơn giản, nó chỉ là
tìm cách để tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm chi phí này thôi. Làm sao để đạt được giá trị nhỏ nhất, tức là cái chi phí ở đây có chi phí chạy và chi phí bến bãi. Chúng ta tính tổng lại và chúng ta làm sao để làm sao là trả cái chi phí nhỏ nhất cho tổng này. Thì cái bài toán này nó gọi là bài toán gọi là finite horizon problem, finite tại vì chúng ta chạy hữu hạn thời gian và nó có hai phần chi phí chạy và chi phí bến bãi tổng lại. Và đó, làm sao để tìm được giá trị nhỏ nhất thì cũng giống như là bình thường nó có hai quan điểm. Quan điểm Nga hồi xưa là từ Pontryagin á, là sẽ dùng calculus of variation, xét tính biến phân để tìm giá trị nhỏ nhất do cái hàm điều khiển. Thì tôi sẽ nói về điều này. Cái đó đôi lúc tìm được đôi lúc không, nó gọi có một cái gọi là Pontryagin maximum principle. Còn cái quan điểm của Bellman, quan điểm của Mỹ cái thời đó là cái này khó quá, người ta nói là tìm cái này khó quá, thì người ta sẽ thay vì tìm cái này, người ta sẽ gọi một cái hàm UXT nó bằng cái giá trị này. Và sau đó người ta sẽ làm sao mà viết ra một cái phương trình PDE cho UXT. Đấy, nó vẫn là cùng một cái trò chơi. Thì tôi sẽ ráng sao viết ra cái phương trình PD cho UXT và tôi sẽ nói là làm cách nào để tìm optimal control, và tôi sẽ dừng buổi hôm nay. Chắc mất khoảng 5 đến 7 phút nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp đến phần câu hỏi. Có một cái mảng nữa tôi muốn nói về phương trình Euler-Lagrange, nhưng mà chắc là tôi phải để đến buổi sau. Tại vì thì làm sao viết ra phương trình PD cho UXT các bạn, thì chúng ta vẫn dùng một cái triết lý. Triết lý đó là chúng ta viết ra cái gọi Dynamic Programming Principle. Rồi từ Dynamic Programming Principle chúng ta sẽ viết ra cái PDE. Thì tôi vẽ cái hình ra như này, các bạn có thể thấy thực ra rất đơn giản. Đây là thời gian bằng 0 này, đây là thời gian T này, đây là thời gian T cộng H này. Giả sử tôi xuất phát điểm từ một cái điểm X tại thời gian T cộng H, đúng không các bạn? Và chúng tôi sẽ tìm cách làm sao để đi về thời gian 0. Thì đi thế nào thì đi, tôi cũng phải từ thời gian T cộng H, tôi cũng phải dừng lại tại thời gian T, đúng không? Và từ thời gian T tôi sẽ đi về không. Thì làm để tôi mà được giá trị tối ưu á, thì cái đoạn này tôi đi á, nó cũng phải tối ưu này. Tôi không được phí phạm, tại vì cái đoạn mà tôi đi từ T đến T cộng H mà tôi phí phạm á, thì tôi sẽ không được giá trị tối ưu. Nên đó chính là cái Dynamic Programming Principle, thì chứ chả có gì chứng minh cũng y chang như lần trước. Thì DPP ở đây nghĩa là U của X tại T cộng H đó, nó chính là bằng infimum của tất cả những cái control, những cái biến điều khiển tích phân từ T đến T cộng H, F, ES, VS, DS, và cộng với lại cái giá trị tại IT, T. Nó đơn giản như vậy thôi. Tức là tôi đi từ x thời gian t cộng h đến t thì tôi dừng lại tại đây là it. Thì cái đoạn tôi đi cái đoạn màu đỏ này nó phải tối ưu, thì nó là infimum của tất cả những cái control đó. Nên là từ cái DPP này á, để viết ra cái phương trình Hamilton Jacobi thì các bạn chỉ cho h tiến đến không thôi, rồi các bạn lại dùng đúng, nghĩa là đúng là định lý cơ bản của giải tích, rất rất đơn giản. Cái bước nó rất là hay, là khi mà các bạn có một cái triết lý á, thì các bạn có thể đi ra cái triết lý đó, các bạn viết ra cái phương trình Hamilton Jacobi. Thì cái định lý ở đây tôi sẽ không chứng minh. Và ngày hôm nay á là U nó sẽ là nghiệm nhất của phương trình Hamilton Jacobi. Jacobi là đây có thời gian, tức là UT XT cộng với H X D U D theo X U XT bằng 0 ở trong RN nhân với thời gian từ 0 đến vô cùng. Và tại thời gian 0 á, thì cái giá trị của tôi là GX trong RN. Tại sao? Tại vì nếu mà tại không tôi chả làm gì cả, và tôi luôn luôn vẫn phải trả cái giá trị đậu, đúng không? Giống như các bạn không làm gì cả, bạn vẫn luôn luôn phải trả cái giá trị bến bãi là G. Còn nếu mà đi thì nó sẽ thỏa mãn cái phương trình Hamilton Jacobi rồi đấy.
Và ở đây á thì cái Hamiltonian hát á, nó y chang như phía trước là hát của XP á, nó bằng là max của V ở trong V thì P nhân với BXV thì FXV. Nên là các bạn thấy là nó y chang, không có gì khác cả. Mọi thứ nó vẫn như cũ. Thì cái điều hay của nó là như thế, nghĩa là chúng ta có một cái lý thuyết nó khá là hoàn chỉnh rồi. Để cái bước cuối á, là tôi sẽ nói là cái thứ sáu, tôi sẽ nói 1 phút thôi. Sáu là thiết kế cái điều khiển tối ưu. V3 của S và cái đường đi tối ưu. ES3 của S như thế nào? Đấy là cái mà tôi muốn nói. Thì cái quan điểm của Bellman, hay cái quan điểm của rất nhiều cái bài báo hiện nay á, là người ta sẽ đầu tiên là người từ một cái bài toán điều khiển tối ưu. Người ta sẽ đầu tiên là thiết kế nó, thì tôi viết ra là Dynamic Programming Principle, rồi viết ra cái PDE, ở trong trường hợp này là phương trình Hamilton-Jacobi. Và từ PDE này người ta hy vọng, như tôi nói là những cái người làm ứng dụng, tôi nói từ cái hướng là Operation Research, là vận trù học, hay là Computer Science, hay rất nhiều người là người ta hy vọng là giải được cái phương trình này. Thì từ đây người ta hy vọng là giải giải được ra nghiệm của phương trình này là UXT, tức là giải ra hẳn luôn đấy các bạn. Không, nhưng mà tôi đã nhìn thấy một số ví dụ là họ giải ra được rồi, tại vì những cái trường hợp của họ 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 họ, họ làm nó rất là thú vị, nên là họ giải được ra nghiệm. Sau khi mà giải ra được nghiệm UXT đấy, thì người ta mới 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 mới, mới viết này vào phương trình này á. Thì giờ đây tôi viết luôn cái đó. Thì thường là cái điều khiển tối ưu V3 và cái đường đi tối ưu I3 nó sẽ thỏa mãn là đơn giản là các bạn làm sao mà để cái Hamiltonian này, này nó luôn luôn xảy ra này. Thì nghĩa là các bạn sẽ có là trừ B của I3S V3 của S nhân với lại DU I3 của S tại S á, trừ đi F của I3 của S V3 của S á, nó bằng chính là H I3 của S DU. Tức là đầu tiên là các bạn phải thấy là cái dấu bằng nó xảy ra, đúng không? Tại vì đơn giản là trên này nó là maximum value, ở đây là nó là tôi có dấu bằng xảy ra. Và cái thứ hai mà tôi có nó xảy ra là nó thỏa mãn cái phương trình ODE, tức là I3 phẩy của S bằng B I3 của S V3 của S và I3 tại T bằng X. Nghĩa là nó họ sau khi họ làm được thì họ sẽ giải một cái phương trình rất là phức tạp lòng vòng như này. Nhưng mà trong ứng dụng có một số bài họ giải ra được thật, nghĩa là họ 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 tìm được nghiệm u, và sau đó họ quay lại họ thiết kế cái điều khiển tối ưu, thì họ chỉ làm sao cho những cái này thỏa mãn thôi. Tuy nhiên là để kết thúc thì tôi đưa ra một cái lưu ý, ý là rõ ràng là thường là cho các nhà toán học thì là khó tìm được u. Cho nên là quan trọng là kể cả không tìm được u, làm sao mình giải số ra được u nó phù hợp thì cũng là đã là đẹp rồi. Giải số ra được u thì coi như là cũng tìm được u theo một nghĩa nào đó. Sau khi giải số được u thì chúng ta cũng có thể đưa vào cái hệ này, chúng ta tìm ra được cái điều khiển tối ưu, xấp xỉ điều khiển tối ưu và đường đi tối ưu. Tuy nhiên một cái điều rất là nguy hiểm ở đây là u nó không có C1. Cho nên là làm thế nào để định nghĩa DU tại I3 của SS á,
Nó cũng là một cái câu hỏi mà cho những nhà khoa học ứng dụng á là cũng khó, kể cả cho những nhà toán học cũng khó. Thì cái này nó lên, nếu mà cho các chuyên gia ở đây á thì tôi dừng cái bài giảng đây, nhưng mà để tôi nói thêm câu cuối là cho các chuyên gia ở đây á, nó liên quan đến 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 shocks, formation of shocks, là nó có liên quan đến cả conservation laws lẫn chương trình Hamilton Jacobi á, là cái vấn đề là khi mà u á, nó không có khả vi á, tại cái điểm đó, và nó sẽ có shocks, nó sẽ có rất nhiều cái đường characteristics nó gặp nhau tại điểm đấy, nên là để định nghĩa du tại i3s s nó rất là khó. Tuy nhiên là trong một số cái bài toán ứng dụng người ta có cách để người ta giải quyết vấn đề này. Thì tuần sau á, nếu mà tôi không bận, tôi chưa biết lịch như thế nào, nhưng mà thì tôi sẽ nói thêm là có cái cách khác để viết ra được cái điều khiển tối ưu bằng cách dùng cái phương trình Euler Lagrange. Và phương trình Euler Lagrange, cái này là cái xuyên suốt trong điều khiển tối ưu cho cả ODE lẫn PDE, nó chỉ có một cách thôi, là tôi sẽ nói là làm cách nào để viết ra cái phương trình Euler Lagrange đấy, và đôi lúc nó sẽ có hữu dụng. Và tôi sẽ nói đến cái cuối cùng là cái bài toán mà điều khiển tối ưu mà thời gian bất kỳ, và tôi sẽ nói một cái ứng dụng là trong một số trường hợp thì có cái cách để có thể tìm ra được điều khiển tối ưu. Chúng ta có thể viết ra một số định lý, và đôi lúc những cái định lý đó nó phù hợp. À, thế rồi. Còn hôm nay thì tôi sẽ dừng lại ở đây.